Đội trưởng đánh đầu. Ôi, pha đánh đầu mà tất cả mọi người đang chờ đợi của anh đấy. Hay. Ôi, một pha đánh đầu cũng thể tốt hơn số 14 như ở dưới đất chui lên. Phản công. Tốt, cảnh đơn bóng đưa chân ra người Tân dốc bóng. Có bàn thắng rồi. Nhanh quá mà không nhìn rõ luôn. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo của hai đội, sự quyên góp ủng hộ của các khán giả trên sân. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của cán bộ. Vâng, xin chúng ta yên tâm là video sẽ có, nhưng mà việc truyền hình ảnh lên và có sản phẩm sau này hay không thì chúng tôi còn đang đặt sự nghi ngờ rất lớn. Vâng, xin được cảm ơn.